Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin công nhân đến đường cùng thì phải về quê. Kể từ đầu tháng 10 khi các quy định về giãn cách xã hội được nới lỏng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng là lúc mà dòng người nhập cư đang ở các tỉnh tâm dịch ở miền Nam ùn đổ ra tứ phía để được về quê. Sau 4 tháng bị giam lỏng, hàng vạn người lao động vẫn quyết định rời bỏ các thành phố có nền kinh tế đứng đầu cả nước, mặc kệ lời cam kết tăng cường hỗ trợ, kêu gọi bà con ở lại của ông Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Họ cho rằng họ đã chịu đựng nhiều mất mát cả với tinh thần và vật chất, họ không còn đủ sức cầm cự thêm nữa. Đây là hình ảnh một gia đình về quê trên chiếc xe máy cà tàng. Khi những đoàn người đầu tiên kéo nhau chạy ra khỏi thành phố, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính kêu gọi người dân nên kiềm chế, không di chuyển tự phát, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đồng thời, ông cũng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phải tuyên truyền, giải thích, vận động bà con ở lại tiếp tục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Vào ngày 5 tháng 10, trả lời báo mạng, báo Tuổi Trẻ, ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết sẽ tăng mức hỗ trợ để giữ chân người lao động ở lại. Bỏ qua những lời hứa hẹn của đủ các cấp lãnh đạo từ thành phố cho đến trung ương, trong hơn một tuần vừa qua, theo trang báo VTC của Việt Nam, chỉ tính riêng Bình Dương đã có đến 123.000 người bỏ về quê. Những người lao động ngoại tỉnh mà Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn sau đây cho biết họ quyết định phải về quê mặc kệ những lời hứa hẹn, cam kết của lãnh đạo là vì họ không thể trụ nổi ở các thành phố lớn thêm được một thời gian nữa. Tiền cũng hết, gạo không còn. Chị Đỗ Thị Lệ ở Bình Dương có hai con nhỏ đang tuổi ăn học và một mẹ già mà cả hai vợ chồng đều mất việc hơn 4 tháng nay. Chị Lệ nói có nhận được tổng cộng có 2,4 triệu đồng tiền hỗ trợ, nhưng bao nhiêu đó thì làm sao đủ cho cả một gia đình 5 người chi tiêu trong 4 tháng trời. Vậy nên chị quyết định vài bữa nữa sắp xếp xong công việc, cả gia đình sẽ về quê. Giờ về quê thì đỡ phần nào, mình không phải mất tiền thuê phòng trọ, còn ăn uống thì ở quê có rau, có gì ăn đó, còn ở đây thì tất cả mọi thứ đều phải bỏ tiền ra mua. Gia đình cũng có đất có vườn, cũng có thể nuôi được con này con kia, để ăn vượt qua được khó khăn. Chứ ở đây cứ dịch hoài như vậy thì em nghĩ không ai trụ được ở trong này lâu đâu. Đây là hình ảnh cặp vợ chồng này đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An khi đưa đứa con mới 21 ngày tuổi. Khi sinh con, cả gia đình chỉ còn có đúng 100.000 đồng không thể đưa đến bệnh viện, nên anh Bách là người chồng đã tự đỡ đẻ cho vợ theo sự chỉ dẫn của người nhà. May mắn là bé trai chào đời an toàn. Trên đường về quê quá mệt mỏi, anh ngủ gật nên đã bị ngã xe ở Kon Tum. Cũng may có nhóm thiện nguyện giúp đưa anh về nhà bằng xe ô tô an toàn. Công nhân đến đường cùng thì họ phải về quê thôi. Công nhân đi làm mỗi tháng, tính toán chi tiêu hết bao nhiêu, còn dư thì họ sẽ gửi về quê nghèo. Trong 3-4 tháng vừa rồi, họ không còn tiền dự trữ nữa thì họ đành phải về. Về trong mưa gió như vậy là rất nguy hiểm, nhưng họ cũng phải cố gắng để vượt qua, chứ ở đây họ chịu không nổi. Em cũng nằm trong những trường hợp đó, nhưng mà tại vì em có con nhỏ, bây giờ nếu như có đàn ông và có xe thì chắc là em cũng đã đi xe máy về rồi. Về lời cam kết tăng hỗ trợ của các lãnh đạo, chị Lệ cho biết thêm có nghe về nhiều gói hỗ trợ nhưng biết bao giờ thì người lao động mới nhận được tiền đây. Chị nói, em nghe về nhiều gói hỗ trợ lắm luôn, mà nói chung đâu phải ai cũng nhận được đâu. Em cũng là một trong số người may mắn nhận được, chứ vẫn có nhiều người chưa nhận được luôn. Nên là em làm cam kết thì cũng biết là cam kết rồi, nhưng mà biết chừng nào tiền mới về tận tay người dân đây. Chờ chính phủ, nhà nước về thì chắc nhiều người họ chịu không được. Chị Thanh Tình ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai thì bày tỏ niềm vui mừng chia sẻ với đài FA rằng chị và các con vừa được một nhóm mạnh thường quân hỗ trợ xe đò cho cả nhà về quê. Đây là hình ảnh dòng người đi bộ từ Nam ra Bắc đang trú mưa trên đèo Hải Vân vào hôm 5 tháng 10. Cũng như nhiều công nhân khác, chị Tình đã dắt con vào Nam làm việc, nhưng do dịch bệnh, chị mất việc 4 tháng nay. Những ngày bị phong tỏa, mẹ con chị ăn uống chi tiêu dần vào tiền tiết kiệm, chứ không nhận được tiền hỗ trợ từ gói an sinh nào. Không còn chịu được nổi, chị lên mạng cầu cứu, xin được giúp đỡ cho về quê và được một nhóm thiện nguyện giúp đỡ. Chị nói, em thất nghiệp nay là 4 tháng, có 3 đứa con nhỏ luôn mà đến nay vẫn không được hỗ trợ hay là một gói an sinh nào hết. Nếu mà không có đoàn xe rước em về quê, chắc là mấy mẹ con em cũng lội bộ về, chứ em thất nghiệp 4 tháng rồi, không có được hỗ trợ gì. Cũng hết hôm nay,
thì em được xe đón mẹ con em về. Đường về nhà đầy gian khổ, anh Thương ở Hóc Môn cũng chở theo con gái mới 18 tháng tuổi cùng với tất cả đồ đạc chạy trên xe máy về Kiên Giang. Khi trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do vào đêm 6 tháng 10, anh cho biết đang tìm chỗ trải tấm bạt bên đường cho con gái nhỏ ngủ tạm, hôm sau mới tiếp tục lên đường. Anh Thường lên thành phố Hồ Chí Minh, lao động tự do, ai thuê gì làm đó để nuôi con gái vừa mới 18 tháng tuổi. Trong 4 tháng thất nghiệp vừa qua, anh nhận được có 1,5 triệu đồng, đóng tiền trọ hết 1 triệu, còn 500.000 đồng anh dành để dành mua sữa cho con, còn mình thì xin gạo ăn qua ngày. Anh nói, em có nhận được một gói 1 triệu rưỡi, xong em cũng đóng tiền phòng hết 1 triệu, còn 500.000 đồng để dành lại mua sữa cho con, mấy tháng trời bây giờ hết cầm cự nổi. Đây là hình ảnh ông Thứ trưởng Bộ Lao động Nguyễn Văn Hồi kể trong đợt khảo sát vừa rồi. Ông gặp khu phòng trọ có gia đình 5-6 người sống trong một căn phòng chỉ có 7m². Thực tế có nhiều phòng trọ chỉ 10m² mà có tới 10 người chen chúc nhau sống. Trước phong tỏa, họ chia ca, ngày đêm thì đi làm cũng đỡ. Về quê thì có ba mẹ, ông bà, chú bác cũng đỡ hơn. Còn ở Sài Gòn thì đâu có ai. Bây giờ trước mắt là về quê cho tạm ổn. Khi nào Sài Gòn bớt bớt rồi nên làm lại. Chứ bây giờ ở trên đó cũng đâu có tiền mà sống. Khi thành phố vừa mới mở cửa trở lại, được một người tốt bụng cho 700.000 đồng, anh nhanh chóng thu xếp đồ đạc, xin chủ trọ cho nợ lại tiền phòng, rồi ôm theo con gái để về quê. Hai cha con bắt đầu hành trình từ sáng ngày 6 tháng 10, cùng với đoàn xe khác đội mưa về quê nhà. Khi đến địa phận tỉnh Cần Thơ, giáp danh tỉnh Kiên Giang, xe anh Thường đã chết máy giữa đường, không theo kịp đoàn xe. Xe hư mà không tìm được chỗ sửa, anh đành tìm chỗ ngủ lại, sáng hôm sau mới tìm chỗ sửa xe rồi về. Anh nói, con của em bây giờ cũng đang ở đây luôn, đâu có về được đâu, phải về theo đoàn, nhưng mà hồi nãy xe bị hư nên không có bắt kịp với đoàn, giờ phải ở lại, chắc phải sáng mai đợi sửa xe. Tình đồng bào giúp từng đồng bào ở quê những ngày vừa qua, không ít những hình ảnh, video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy có hàng ngàn đoàn xe máy và chất đầy đồ đạc chở theo cả gia đình, 4 người. Trong đó có trẻ em, nối đuôi nhau tháo chạy khỏi thành phố. Có cả những đoàn người không có xe, phải đi bộ cả trăm cây số để trở về quê nhà. Lúc mệt, họ ăn ngủ luôn bên đường. Anh Trần Quốc Hiền ở huyện Đắc Mi, tỉnh Đắk Nông, có nhà nằm ngay trên trục đường từ Nam ra Bắc, nói như vậy. Anh đã chứng kiến từng đoàn người với dạng bộ mệt mỏi, tả tơi, đổ về hướng các tỉnh miền Trung và miền Bắc dưới trời mưa, trời nắng. Anh Hiền quyết định phải làm điều gì đó để giúp đỡ bà con để được về quê an toàn. Đây là hình ảnh một điểm thiện nguyện tự phát trên đèo Hải Vân hỗ trợ người dân về quê tránh dịch. Ban đầu anh tự mở một điểm phát đồ ăn, nước uống và xăng cho đoàn xe đi qua. Sau đó lượng người đổ về ngày một đông, anh Hiền lập luôn một trạm dừng chân có võng và mái che, cung cấp thức ăn nóng, cà phê, áo mưa. Thậm chí sửa xe và chuẩn bị chỗ ngủ để bà con nghỉ ngơi rồi đi tiếp an toàn. Được sự ủng hộ của người thân và bạn bè, anh lập nhóm tiếp sức về quê nhà. Ước tính mỗi ngày trao mấy ngàn phần quà cho người dân về ngang qua đây. Có những anh em đồng bào dân tộc thiểu số đi bộ về, họ vừa đi vừa xin quá giang xe từng đoạn đường. Sau khi nhận được tin báo thì nhóm anh Hiền cũng liên hệ xe đưa họ về. Anh Hiền đã chia sẻ với đài FA tiếp như sau. Trước tình cảnh họ đi bộ mấy ngày như vậy, đồ đạc cũng tả tơi hết rồi, họ thiếu ăn. Người đồng bào họ cũng không dám tới. Mình xin hay là nhờ trợ giúp, cho nên mình làm thương lắm. Đặc biệt những em bé nhỏ đi theo cha mẹ, có những xe chở theo 2-3 em bé, có xe chở đến 3 em bé luôn. Họ di chuyển ra tới Hoài Bắc, Nghệ An, Thanh Hóa, gần nhất là Gia Lai. Anh hỏi họ là đi mấy ngày rồi, họ nói là đi 2 ngày, xuất phát từ Sài Gòn qua các trạm chốt chặn. Nhìn thấy cảnh các em bé, anh thấy rất xúc động, rất là thương. Những cảnh đó in vào tâm trí anh, nó làm cho anh không thể ngủ được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021 với bản tin Công nhân đến đường cùng thì phải về quê. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.